Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn tập 10. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng đã cùng nhau tu luyện, không ngờ rằng khí tức của Vương Đồng lại hoàn toàn phù hợp với cậu. Điều này có nghĩa là độ phù hợp vũ hồn của hai người là 100%. Ba vũ hồn dung hợp, điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo cũng thắc mắc. Bản thân cậu chỉ có hai vũ hồn thôi mà, vũ hồn thứ hai vẫn chưa định hình. Hơn nữa, theo cậu biết thì Vương Đồng cũng chỉ có một vũ hồn. Thiên Mộng Băng Tâm lại khẳng định vũ hồn của Vương Đồng tuyệt đối không chỉ có Quang Minh Nữ Thần Điệp, hắn ta đang che giấu mà thôi. Tuy vũ hồn thứ hai của cậu mặc dù vẫn chưa định hình, nhưng chắc chắn là băng thuộc tính, phù hợp 100% với vũ hồn của Vương Đồng. Về phần vũ hồn thứ ba chính là lúc Thiên Mộng Băng Tâm hóa thành trí tuệ hồn hoàn dung hợp với cậu. Như vậy, Hoắc Vũ Hạo là người sở hữu đến tận 3 vũ hồn. Trong lịch sử Đấu La Đại Lục, hồn sư có được song sinh vũ hồn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cậu dưới cơ duyên xảo hợp lại thu được tam sinh vũ hồn. Vương Đồng cũng có 3 vũ hồn, đây quả thật là kỳ tích. Hồn lực hai người tương dung như vậy, tu luyện cùng nhau có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp mấy lần. Quá trình tu luyện của hai người tạo ra hàn khí lan tỏa khắp căn phòng. Cả Vương Đồng và Hoắc Vũ Hạo cũng bị một lớp băng bao phủ xung quanh, hai người cứ như vậy tu luyện tới trời sáng. Đến khi tỉnh lại thì đã trễ giờ lên lớp, thế là cả hai người hốt hoảng chạy tới lớp. Bởi vì đến muộn, hai người đã bị Chu lão sư bắt phải đứng lên bảng. Bà phổ biến cho các học sinh, kết quả cuộc thi đấu đã được thống kê, lớp có 22 tổ tham gia khảo hạch. Toàn bộ đều thông qua giai đoạn thứ nhất của khảo hạch, trong số đó có 14 tổ tiến vào giai đoạn 2 là đấu vòng loại. Nó mới là lúc chứng minh thực lực của mọi người. Hạng nhất trong lần khảo hạch này, tổng cộng có 6 tổ học viên đạt được thành tích toàn thắng, nhưng trong lớp chỉ có một tổ duy nhất là tổ của Hoắc Vũ Hạo. Vốn dĩ bà còn muốn ban thưởng cho bọn họ một chút, nhưng hôm nay bọn họ lại tới trễ. Hình phạt cho hai người đến trễ là tới thao trường chạy bộ. Chạy cho tới khi chuông tan học vang lên thì mới thôi, tuyệt đối không được dừng lại nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng đương nhiên không dám cãi lời, cho nên phải ra ngoài chạy bộ. Sau khi tan học, Tiêu Tiêu ra ngoài thông báo cho cậu biết những gì Chu lão sư đã giảng dạy, tình hình của đối thủ vòng tiếp theo. Trong đội ngũ của 5 tổ toàn thắng vòng đầu tiên, có tới 3 tổ đều là hồn tôn, sở hữu 3 hồn hoàn. Như vậy, khả năng giành được quán quân là rất thấp. Theo Tiêu Tiêu thấy thì bọn họ chỉ có thể đặt mục tiêu là xếp hạng thứ 4. Hoắc Vũ Hạo trấn an, cậu biết sự lo lắng của cô nàng, nhưng chiến đấu giữa hồn sư không phải là so về đẳng cấp hồn lực, bọn họ phải tin tưởng vào bản thân mình. Mục tiêu vĩnh viễn chỉ có một, đó là chức quán quân. Trên đường trở về phòng, cậu mới hỏi thăm suy nghĩ của Vương Đồng, liệu rằng bọn họ có thể chiến thắng hay không. Vương Đồng mỉa mai ngược lại, chẳng phải lúc cổ vũ Tiêu Tiêu, cậu nói rất sõng sạc hay sao? Hoặc vua họ cũng cảm thấy không chắc chắn. Cậu đang nghĩ vũ hồn dung hợp của mình và hắn ta rất ăn ý. Nếu có thể tu luyện ra vũ hồn dung hợp kỹ thì phần thắng sẽ nhiều hơn. Vương Đồng cũng cảm thấy hồn lực của hai người dung hợp rất thuận lợi, cần phải thử lại một lần nữa. Dù rất ngại, nhưng Vương Đồng vẫn muốn thử, thế là cả hai người lập tức tay chạm tay, truyền hồn lực vào người đối phương. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể ngộ ra vũ hồn dung hợp kỹ thì bọn họ lại không biết. Hai người thử phóng thích vũ hồn cùng nhau, quả nhiên cách này có hiệu quả. Vũ hồn của hai người đã hiện ra rõ ràng, thành thực thể, không còn mơ hồ như lúc trước nữa. Hai người không tự chủ mà bay lên khỏi mặt đất. Vũ hồn của Vương Đồng chậm rãi dung hợp với vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo. Quá trình này làm cho hắn ta gần như bị mất đi khống chế. Cũng may là sau nhiều vất vả thì vũ hồn của hai người cũng dung hợp thành công. Chỉ xui xẻo là vì tiêu hao quá nhiều hồn lực nên cả hai đã bị ngất xỉu. Đến tận sáng thì mới tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, Vương Đồng đã nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đang đè lên người mình. Hắn ta nhanh chóng để Hoắc Vũ Hạo đứng dậy. Đúng lúc này, Chu lão sư đi tới trách móc. Đã tới giờ vào lớp rồi mà hai người vẫn còn ở đây lề mề. Bộ dạng bà ta vô cùng tức giận. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đồng đành phải chỉ tay về đống lộn xộn dưới mặt đất. Mặt đất trước mặt bọn họ đã bị khóa thành một thứ gì đó. Đây chính là uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ. Chu lão sư chứng kiến điều này cũng bất ngờ. Mới chỉ tu luyện có 2 ngày thôi mà đã thành công. Hoắc Vũ Hạo quyết định đặt tên cho vũ hồn dung hợp kỹ là sự điêu tàn trong rực rỡ, hoàng kim chỉ lộ. Rất nhanh sau đó, vòng đấu loại khảo hạch tân sinh cũng bắt đầu. Đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo đấu với lớp 9 năm nhất, tên là Ninh Thiên. Đội hình của bọn họ đều là nữ nhân, tuổi tác và hồn lực cũng lớn hơn. Vừa ra ngoài sân thi đấu, hai bên đã nhìn nhau toát lửa. Không những vậy, vị lão sư chủ nhiệm của đoàn đội Ninh Thiên là Mộc Cận cũng đi tới khiêu khích Chu lão sư. Mộc Cận tự tin rằng học sinh của mình giành chắc chiến thắng. Chu Y cũng phản bác ngược lại. Lý do khiến Mộc Cận tự tin là vì đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo không có ai trên 30 cấp hồn lực. Nhưng Chu Y lại trực tiếp yêu cầu cá cược một phen. Phần thưởng cho người cá cược thắng là một khối hồn cốt.
Tổng quan chiến lược các thành viên tham chiến, Hoắc Vũ Hậu cấp 17, Vương Đông cấp 22, Tiêu Tiêu cấp 22, Nam Môn Doãn Nhi cấp 24, Vu Phong cấp 25, Ninh Thiên cấp 31. Tuy Ninh Thiên là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng lại là đối thủ có sức uy hiếp lớn nhất. Rất nhanh sau đó, trận tranh tài cũng bắt đầu. Vương Đông muốn giải quyết hệ phụ trợ của đối thủ trước. Hắn lập tức lao về phía Ninh Thiên. Ninh Thiên lập tức bạo phát vũ hồn. Không ngờ vũ hồn của nàng ta lại là thất bảo lưu ly tháp. Khả năng phụ trợ của loại vũ hồn này là vô cùng kinh ngạc. Hai cô gái còn lại lập tức xông lên. Dưới sự phụ trợ, tốc độ của bọn họ đã tăng lên tới 40%, liên tục chèn ép Tiêu Tiêu vào Vương Đông. Sau nhiều nỗ lực tấn công thì Tiêu Tiêu cũng bị đẩy lùi, ngay cả Vương Đông cũng bị rơi xuống thế yếu. Sau khi đẩy lùi Tiêu Tiêu thì đối phương lại nhắm tới Hoắc Vũ Hậu. Vốn không có hồn kỹ tấn công nên cậu chỉ còn cách tranh né. Dưới sự công kích mãnh liệt, Hoắc Vũ Hậu và các đồng đội sẽ làm gì để giành chiến thắng? Các bạn hãy đón xem nhé! Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.